Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Viễn Khê, giọng đọc Lãm, tập 52. Ngồi trong phòng khách, thảo luận sôi nổi về trận sự cố giao thông này. Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn bảo trì im lặng. Bọn nó không hiểu được loại ân oán tình thù của thế giới người lớn. Trong phòng ngủ, Truyện Tô Nam nhìn nhiệt kế mà nhíu chặt lông mày. 37 độ 4, có chút sốt nhẹ. Y lại khuyên nhủ lần nữa: Tiểu Hà, uống thuốc đi. Cố Khê lắc lắc đầu: Ngủ một giấc là ổn rồi, các anh đi xuống đi, em không sao. Kiều Thị Bắc cầm bàn tay có hơi chút nóng của Cố Khê hỏi: Tiểu Hà, có phải có chuyện gì hay không? Tối qua anh đã cảm thấy em có tâm sự rồi, có chuyện gì mà không thể nói cho bọn anh biết sao? Cố Khê cười nhẹ, lắc lắc đầu: Thật sự là không có gì mà, các anh đi xuống đi, đừng để Chanh Hải Trung và chị Hồng Nhạn ngồi chờ, em ngủ một giấc là ổn thôi. Truyện Tô Nam trầm giọng nói: Tiểu Hà, anh tình nguyện không có con cũng không muốn em gắng gượng chịu đựng thế này. Em ngủ đi, nếu ngủ dậy mà tình huống vẫn không tốt lên thì em nhất định phải uống thuốc đó, không có cho thương lượng. Truyện Tô Nam đã lên tiếng, Kiều Thiệu Bắc cũng không kiên dè nữa, nói theo: Con cái có quan trọng cũng không thể quan trọng bằng thân thể của em. Cố Khê bất đắc dĩ mà nhìn hai người cười cười: Em thật không có gì mà, các anh đi xuống đi, em ngủ một chút. Truyện Tô Nam mở máy phun hơi nước ở đầu giường ra. Khí quản của Cố Khê không tốt, mùa đông thời tiết khô dễ gây ho khan, vì thế chỗ nào trong nhà cũng bắt thêm máy phun hơi nước. Kiều Thiệu Bắc đắp chăn cho Cố Khê. Cố Khê cũng không chống cự nữa, nhắm mắt lại để cho mình chìm vào trong giấc ngủ. Hiện tại thân thể của cậu không cho phép cậu sinh bệnh. Trong nháy mắt, tay phải sờ lên cổ tay trái, Cố Khê lại rút tay về. Cậu không dám kiểm tra, không để cho mình suy nghĩ miên man. Dần dần, ý thức của Cố Khê bắt đầu bay xa, thẳng đến khi cậu lâm vào trong bóng tối. Đợi Cố Khê ngủ say, Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới rời khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu. Nguyễn Hải Trung và Nghe Hồng Nhạn trò chuyện với hai người vài câu thì rời đi. Cố Khê bị bệnh, bọn họ ở lại sẽ không thích hợp. Tiện bước hai người, Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tự mình cho Dương Dương uống thuốc. Sau đó Truyện Tô Nam gọi cho cha một cuộc điện thoại. Vốn hôm nay y và Kiều Thiệu Bắc muốn qua bên đó, nhưng Cố Khê bị bệnh, đứa nhỏ lại bị thương, cho nên hai người không thể qua bên đó. May mắn là ông cụ nghe hai người không thể tới, cũng không tỏ thái độ gì, còn dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho Cố Khê và bọn nhỏ thật tốt. Sau đó, có vẻ như là vội vàng mà cúp điện thoại. Ông bà Từ đều xem hết ở trong mắt. Bà Từ ít nhiều cũng hiểu được Cố Khê sinh bệnh là có liên quan đến chuyện tối qua. Nghĩ đến thân thể của Cố Khê không tốt, lại nhìn Truyện Tô Nam và Kiều Thừa Bắc vội trong vội ngoài. Hai người lại càng thêm quyết định là phải về Phổ Hà, không thể gây cho bọn họ thêm phiền toái nữa. Lái xe ra khỏi biệt thự của Triển Kiều, vẻ mặt của Nghe Hồng Nhạn khẩn trương hỏi Ngụy Hải Trung: Anh lấy được không? Lấy được. Ngụy Hải Trung lái xe mà trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngay lúc Tô Nam và Thiệu Bắc đưa Tiểu Hà lên lầu, bằng không thật đúng là có chút khó khăn. Nghe Hồng Nhạn lo lắng hỏi: Làm như vậy có được không? Tô Nam và Thiệu Bắc vẫn không nói cho hai ông cụ về Dương Dương và Nhạc Nhạc, có lẽ không muốn để hai ông cụ biết chuyện này. Anh làm như thế là phản bội lòng tin của bọn họ. Ngụy Hải Trung nhíu chặt chân mày, trong lòng anh cũng rất mâu thuẫn. Một bên là thân như anh em ruột thịt, một bên là thân như cha mẹ. Mặc kệ anh chọn bên nào cũng sẽ làm bên còn lại bị tổn thương. Lái xe thêm một đoạn, Ngụy Hải Trung khàn khàn nói: Chuyện về Dương Dương Nhạc Nhạc, sau này Tô Nam và Thiệu Bắc cũng phải đối mặt, ngay cả hai em cụ cũng phải thế, không ai có thể cho qua được. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh sẽ không để cho Tiểu Hà và bọn nhỏ bị tổn thương. Chờ có kết quả kiểm tra của bọn nhỏ rồi, anh sẽ tự mình hướng Tô Nam và Thiệu Bắc chịu đòn nhận tội này. Nghe Hồng Nhạn đưa tay so so chân mày của Ngụy Hải Trung, nói: Mặc kệ anh muốn gì, em đều ủng hộ anh. Sự tình tới bước này rồi, hai cụ cũng sẽ không dám thương tổn Tiểu Hà đâu. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiểu Hà như vậy, trong lòng em vô cùng khó chịu.
Nếu không phải lúc đó ham cụ đi sai một bước, thì thân thể của cậu ấy sẽ không biến thành cái dạng như ngày hôm nay. Tựa như Tô Nam đã nói, bọn họ phải chuộc tội của bọn họ có, ham cụ cũng phải đền bù những thiệt hại do mình gây ra. Còn có cả anh nữa. Mi tâm của Ngụy Hải Trung vừa giãn ra là một lần nữa nhíu chặt. Nghe Hồng Nhạn cầm lấy tay của Ngụy Hải Trung. Em sẽ gánh vác cùng anh. Cảm ơn em, Hồng Nhạn. Ngụy Hải Trung nắm chặt tay vợ, chuẩn bị tốt tinh thần để hứng gió bão sắp tới. Xe hơi chạy về phía trung tâm xét nghiệm ADN của Danh Hải. Hơn một giờ sau, máy hồ sơ xét nghiệm ADN không có ký tên. Chỉ có hàng mẫu ADN được đưa vào phòng xét nghiệm. Hết thảy đều tiến hành một cách bí mật. Trước đó một ngày, ham cụ đã an bài người ổn thỏa. Không ai hỏi hàng mẫu đến từ đâu, thậm chí kết quả kiểm tra cũng sẽ không xuất hiện trong hồ sơ của trung tâm xét nghiệm ADN. 5 ngày sau, sẽ có báo cáo xét nghiệm huyết thống. Sau khi Ngụy Hải Trung gọi điện thoại nói cho ham cụ biết mình đã lấy được mẫu và đã đưa đi xét nghiệm, thì ham cụ liền đứng ngồi không yên. Trong 5 ngày tiếp theo, bọn họ trôi qua trong sự chờ đợi và dày vò. Thân thể của Cố Khê không thoải mái, mọi người trong nhà đều buồn bã. Giữa trưa, chẳng ai muốn ăn nên chỉ tùy tiện ăn một chút mì. Người già và trẻ con cũng đi ngủ trưa. Triển Tô Nam và Kiều Thiếu Bắc cũng trở về phòng. Bọn họ không có buồn ngủ. Nhưng Cố Khê bị bệnh, bọn họ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu. Trên giường, Cố Khê ngủ rất sâu, sắc mặt so với buổi sáng đã có chút hồng nhuận. Thân thể của Cố Khê là cái gai nằm vĩnh viễn trong lòng của hai người. Canh giữ ở bên giường, hai người lặng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Cố Khê. Sau đó định đưa ra mục tiêu của năm sau, phải nuôi cho Cố Khê béo tròn, làm cho mái tóc của Cố Khê khôi phục lại màu đen bóng như khi xưa, xóa đi nét tang thương trên gương mặt của Cố Khê. Còn chuyện đứa nhỏ, Triển Tô Nam nhân vật chính, nhưng kỳ thật y cũng không có khát vọng cho lắm. Nếu không phải Angela nói làm như thế thì sẽ tốt cho Cố Khê, thì y nhất định sẽ không cho Cố Khê mang thai. Y không dám tưởng tượng với tình hình thân thể hiện tại của Cố Khê, làm sao có thể chịu đựng được nỗi vất vả khi mang thai. Nghĩ tới nghe Hồng Nhạn mang thai, được Ngụy Hải Trung che chở mà trên mặt luôn tràn ngập niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Rồi nghĩ tới Cố Khê mang thai vào lúc ấy, phải chịu hết bao nhiêu cay đắng và vất vả. Trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiều Bắc đau đến nỗi bọn họ không sao thở được. Triển Tô Nam đặt khuỷu tay lên giường, hai tay nắm chặt vào nhau, rồi chống càm. Đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sáng, y ngồi thẳng người dậy, vỗ vỗ Kiều Thiều Bắc, chỉ phía cửa. Kiều Thiều Bắc đứng dậy đi với y ra ngoài. Đóng cửa phòng ngủ lại, Triển Tô Nam hạ giọng mang theo một chút kích động nói: "Thiều Bắc, dẫn theo con trai, chúng ta đi mua quà Tết cho Tiểu Hà đi." "Quà Tết?" Kiều Thiều Bắc híp mắt. "Cậu muốn mua cái gì?" Triển Tô Nam giơ bàn tay trái lên, rất thô tục mà hướng Kiều Thiều Bắc giơ ngón tay giữa ra. Kiều Thiều Bắc đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhếch mép cười, đánh cho Triển Tô Nam một quyền, tâm tình cũng rất tốt mà nói: "Tôi sơ ý quá, đi mua quà nào. Tôi đi gọi các con, cậu đi xuống lấy xe trước đi." "Được." Mở cửa phòng ngủ ra, Kiều Thiếu Bắc nhìn Cố Khê, rồi đóng cửa lại, kích động chạy đi. Còn Triển Tô Nam thì đi lên lầu kêu con trai đang ngủ trưa dậy. Bọn họ thật sự quá sơ ý, thế mà lại quên mất món quà quan trọng như thế. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngủ mơ mơ màng màng, lại bị ba Triển dắt lên xe nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhạc Nhạc cò cò đầu vào trong lòng của ba Triển, hỏi: Ba muốn mua cái gì cho ba vậy?" "Các con đi với ba Triển và ba Kiều chọn nhẫn cho ba nha." "Nhẫn?" Dương Dương và Nhạc Nhạc lập tức tỉnh táo, hôn con trai một cái. Kiều Thiếu Bắc khẩn cầu: "Con trai, các con giúp ba nha." "Dạ." Ra một thân mồ hôi, Cố Khê tỉnh dậy. Trong phòng thật ẩm ướt, máy phun hơi nước có chức năng hẹn giờ nên không biết đã tắt máy từ khi nào. Cố Khê ngồi dậy, lấy đồng hồ báo thức ở trên đầu giường qua. Đã hơn 4 giờ chiều, hèn chi cậu cảm thấy mình đã ngủ thật lâu. Ngồi trên giường một lát, Cố Khê đi vào phòng tắm rửa, thay quần áo, rồi đi ra ngoài phòng ngủ.
toàn bộ biệt thự có vẻ yên ắng. Cô chậm rãi đi xuống lầu, thắc mắc sao dưới lầu cũng không có tiếng động gì. Cố Khê đi vào phòng khách, trong phòng khách không có ai. Đi tới phòng bếp, người hầu đang chuẩn bị bữa tối. Sau khi hỏi thăm thì mới biết được, giữa trưa, Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài. Ba mẹ thì vẫn còn ở trong phòng ngủ. Cố Khê đi tới phòng của ba mẹ, gõ cửa hai cái, rồi tự mở cửa ra. Liền thấy cha đang ngồi trên giường chơi cờ một mình, mẹ thì đi từ trong phòng tắm ra. Vừa nhìn thấy Cố Khê, ông Từ liền hỏi: "Tiểu Hà, thân thể của con sao rồi?" Bà Từ lau nước trên tay, cũng lo lắng nói: "Trong nhà không có chuyện gì, con nên nằm nghỉ nhiều hơn." Cố Khê đóng cửa lại, đi vào trong phòng. "Con không sao, ngủ một giấc, cả người ra mồ hôi, cho nên bây giờ con cũng cảm thấy khỏe hơn rồi." "Mẹ, Tô Nam và Thiệu Bắc dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc đi ra ngoài à?" Bà Từ trả lời: "Lúc mẹ đi ngủ trưa thì bọn họ vẫn còn ở nhà. Sau khi mẹ thức dậy thì nghe mấy thím nói bọn họ đã ra ngoài rồi." "Vậy sao?" Cố Khê ngồi xuống ở bên giường, nhìn cha mẹ, trong lòng của cậu lại nổi lên áy náy, áp chế cảm xúc này. Cậu mỉm cười nói: "Ba, mẹ, chuyện Mạn Mạn và Thôn Trang có lẽ sẽ được tuyên bố vào dịp Tết này. Cháu rể ra mắt chính thức, phải có quà tặng." "Ờ ha, cha mẹ lại không nghĩ tới." Bà Từ vừa nghe thế, nhanh chóng chạy đi lấy tiền. Cố Khê ngăn mẹ lại: "Mẹ, tiền của ba mẹ đều đã để ở chỗ con hết mà. Con chuẩn bị tiền lì xì rồi. Con nói với Mạn Mạn, Tết năm nay nên chính thức giới thiệu thân phận của Thôn Trang. Đến lúc đó, ba mẹ đưa tiền lì xì cho Thôn Trang." "Được." Ông bà Từ liên tục gật đầu. Có Cố Khê thu xếp tính toán, bọn họ cũng không cần để ý. Thấy sắc mặt của Cố Khê vẫn chưa tốt lắm, ông Từ vỗ vỗ vị trí bên người, bảo Cố Khê lại đây ngồi, rồi nói với cậu chuyện trở về quê. Tối qua bạn già nói chuyện muốn về quê với Cố Khê, sáng nay Cố Khê đã bị bệnh, ông Từ rất lo lắng. Cố Khê đối đãi với bọn họ vẫn mang theo tâm tư báo ân. Ông Từ muốn trước khi về quê khuyên bảo Cố Khê để cậu không cần đem cái gọi là ân tình đó để trong lòng nữa. Cố Khê là con trai của bọn họ, chăm sóc cho con trai là bổn phận của cha mẹ. Ông hy vọng Cố Khê có thể buông gánh nặng này xuống, sống cuộc sống hạnh phúc với Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Hơn 7 giờ tối, Kiều Thiệu Bắc và Triện Tô Nam mới dẫn con trai trở về. Bốn người vừa vào nhà thì đã thấy Cố Khê. Nụ cười trên mặt của bốn người lập tức biến thành trách cứ. "Tiểu Hà, sao em lại xuống đây?" "Ba ba, sao ba lại xuống đây?" "Em không sao, nằm nhiều rất khó chịu." Cầm lấy áo khoác mà Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa cởi ra đang cầm ở trên tay. Cố Khê treo lên giá áo rồi nói với bốn người: "Mau đi ăn cơm đi." Để con trai đi tới phòng ăn trước, Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kéo Cố Khê đến một bên. "Tiểu Hà, em đừng miễn cưỡng chống đỡ, đi lên nghỉ ngơi đi." Cố Khê bất đắc dĩ mà gỡ tay bọn họ ra. "Em thật sự là không sao mà, nãy giờ em vẫn ngồi trong phòng của ba mẹ, khi thấy các anh trở về em mới đi ra. Mau, mau đi ăn cơm đi." "Đo thân nhiệt cơ thể của em trước đã." Triện Tô Nam dắt Cố Khê đi vào phòng khách. Kiều Thiệu Bắc đi lên lầu lấy nhiệt kế. Đo qua nhiệt kế, nhiệt độ của cơ thể Cố Khê đã khôi phục lại bình thường, ho khan cũng đã giảm nhiều. Lúc này Kiều Thiệu Bắc và Triện Tô Nam mới an tâm, cùng Cố Khê đi tới phòng ăn. Ông Từ bà Từ tối ngủ rất là sớm, cho nên đã ăn cơm trước. Dương Dương và Nhạc Nhạc rất đói bụng, vừa nghe thân thể của ba ba không có việc gì, liền yên tâm mà vùi đầu vào ăn cơm. Tay phải của Dương Dương bất tiện, Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa ăn cơm, vừa chăm sóc cho nhóc. Cố Khê ăn uống vẫn chưa được tốt, cậu ăn một chén cháo và nửa cái bánh bao nhỏ là đã ngừng đũa. Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dừng đũa nhìn về phía cậu. Cố Khê cười giải thích: "Khi chiều lúc em thức dậy có ăn một chút, nên bây giờ không quá đói bụng." "Ăn cái gì?" Kiều Thiệu Bắc hoài nghi, hắn sợ Cố Khê có việc giấu giếm. "Ăn một chút mì, còn có ăn bánh do anh Hải Trung mang đến." Cố Khê trả lời xong thì hỏi: "Các anh đi đâu vậy?" Dương Dương và Nhạc Nhạc dừng đũa lại. Nghe ba ba hỏi thế, liền lập tức vùi đầu ăn cơm. Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thì vẻ mặt đầy thần bí nói: "Bọn anh đi làm một chút chuyện bí mật."
Cố Khê nhướng mày rồi nở nụ cười. Nếu là chuyện bí mật thì cậu sẽ không hỏi. Cố Khê không hỏi, Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cũng không có ý nói ra. Ăn cơm xong, hai người rửa mặt cho Dương Dương trước, rồi mặc kệ các con muốn làm gì thì cứ làm. Ông bà Từ đã sớm trở về phòng. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cũng kéo Cố Khê về phòng, ý tứ rất rõ ràng, muốn cậu lên giường nằm nghỉ. Cố Khê cũng không có phản kháng, hiện tại cậu so với bất kỳ ai đều phải quý trọng thân thể của mình hơn. Nằm úp sấp ở trên giường để cho Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc dùng khăn ấm ủ ấm xương cốt cho cậu, Cố Khê mở miệng. Ngày mai em muốn tới quán sủi cảo. Không được, trăm miệng một lời nói. Thân thể của em vừa tốt một chút, bên ngoài rất lạnh, lỡ cảm nặng thì sao? Em chỉ nhìn một cái rồi trở về. Sắp Tết rồi, có một số việc cần phải dặn dò. Cố Khê trở người lại, cầm tay hai người. Em sẽ không miễn cưỡng chống đỡ đâu. Nếu thân thể thật sự không cho phép thì em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Nói xong, cậu kéo tay hai người đặt lên bụng của mình. Em so với các anh càng hy vọng thân thể của mình thật khỏe mạnh. Trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc lập tức mềm nhũn. Hai người ôm lấy Cố Khê, hôn môi cậu. Tiểu Hà, em nghe lời các anh, cứ thuận theo tự nhiên và cũng sẽ quan tâm thân thể của mình. Ngày mai đưa em qua đó rồi đón em về. Triển Tô Nam thỏa hiệp. Cố Khê hôn lại hai người, nụ hôn không có kịch liệt nhưng phá lệ triền miên. Hai người để lại rất nhiều dấu hôn trên cổ của Cố Khê. Cố Khê lưu lại tâm ý mà mình nói không nên lời trên môi của hai người. Không đặt đồng hồ báo thức, ngày hôm sau Cố Khê ngủ thẳng đến tự nhiên mới tỉnh dậy. Ăn sáng xong, Kiều Thiểu Bắc ở nhà chơi với các con. Triển Tô Nam đưa Cố Khê tới quán sủi cảo. Mấy ngày nay bởi vì chuyện của đứa nhỏ và của mình, Cố Khê đã không rảnh làm nhân sủi cảo. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cũng cấm Cố Khê làm nhân sủi cảo. Đến khi nào bọn họ cho phép thì mới được làm lại. Thiếu nhân sủi cảo của Cố Khê, nhưng việc làm ăn của quán vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì tay nghề của mấy người đại thuận đã tiến bộ vượt bậc. Tới quán sủi cảo, Cố Khê không để Triển Tô Nam đi vào. Triển Tô Nam cũng thừa dịp này ghé sang công ty. Cố Khê nhìn y lái xe đi rồi, xoay người đi vào trong quán sủi cảo. Ông chủ đến đây, cảm xúc của mọi người lập tức tăng vọt lên. Mấy người đại thuận bị ông chủ lớn gọi điện tới la rầy một trận, nên giờ đây muốn bồi tội với ông chủ. Nếu bọn họ không có giấu giếm chuyện Dương Dương và Nhạc Nhạc cứu người, thì thương thế của cánh tay Dương Dương sẽ không bị nặng thêm. Vì thế mấy người đại thuận không biết có bao nhiêu tự trách. Cố Khê cũng không trách cứ. Cậu rất hiểu hai đứa con của mình. Ngược lại cậu còn an ủi mấy người đại thuận, bảo bọn họ không cần phải tự trách. Sau đó cậu đi đến nhà bếp xem xét nhân sủi cảo của ngày hôm nay, cũng chỉ đạo đại thuận bỏ thêm một ít đồ gia vị vào. Tiếp theo Cố Khê không tới văn phòng, cũng không xem sổ sách phím tề đưa tới, mà nó có chút việc cần làm, rồi đi ra khỏi quán sủi cảo. Cố Khê vừa đi, phím tề liền chọc chọc đại thuận. Nên báo cho ông chủ lớn không? Đại thuận nghĩ nghĩ nói. Cứ để xem sao, nếu ông chủ lập tức trở về thì chúng ta không cần báo với ông chủ lớn. Phím tề gật gật đầu. Nào biết, một lần chờ này bọn họ phải chờ rất lâu. Mãi cho đến buổi chiều, Cố Khê mới mang theo một thân mình đầy sương lạnh trở về. Mặt của Cố Khê đông lạnh đến mức tái nhợt. Đại thuận nhanh chóng chuẩn bị một ly trà rừng nóng cho cậu. Cố Khê ngồi trong văn phòng ấm áp hơn cả nửa ngày, sau đó mới gọi điện cho Triển Tô Nam, kêu đối phương tới đón cậu. Triển Tô Nam đến rất nhanh. Cố Khê chào tạm biệt nhân viên của quán, mang túi xách lúc ra khỏi nhà đem theo lên xe. Triển Tô Nam thắt dây an toàn cho Cố Khê, tựa như thuận miệng hỏi. Hôm nay em làm cái gì? Sao lại lâu vậy? Dạ, đại thuận điều phối gia vị cho nhân sủi cảo, xem sổ sách, rồi an bài chuyện năm sau, lại lên mạng tra một ít tư liệu. Cố Khê cúi thấp đầu, làm bộ điều chỉnh lại dây an toàn, không nhìn Triển Tô Nam mà trả lời. Trong mắt của Triển Tô Nam hiện lên một đạo ánh sáng, cười nói. Anh thấy hiện tại em không đến quán sủi cảo
thì mấy người Đại Thuận vẫn có thể xử lý tốt mọi chuyện. Đúng vậy. Cố Khê ngẩng đầu nhìn Triển Tô Nam cười cười. Triển Tô Nam khởi động xe, không có vạch trần lời nói dối của Cố Khê. Sau khi Cố Khê đi ra ngoài khoảng 1 giờ, thì y cũng được biết Cố Khê đi ra ngoài. Mà trước khi Cố Khê gọi điện thoại cho y, y cũng đã biết Cố Khê đã trở về lúc nào. Cố Khê đi ra ngoài lâu như thế để làm gì? Triển Tô Nam muốn biết, mà y cũng sẽ biết. Bất quá y sẽ không hỏi Cố Khê. Nếu người này lựa chọn giấu giếm, thì có lẽ đã không muốn cho y và Kiều Thiệu Bắc biết. Về đến nhà, biểu hiện cùng thần sắc của Cố Khê rất là bình thường. Kiều Thiệu Bắc đã được Triển Tô Nam báo cho biết hành vi khác thường của Cố Khê. Và cũng như Triển Tô Nam, hắn đem tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng. Buổi tối, hai người ôm chặt lấy Cố Khê, rõ ràng rất mệt mỏi. Chờ sau khi Cố Khê ngủ say, trên mặt hai người mới lộ ra lo lắng. Ngày hôm sau, Cố Khê lại đòi đi tới quán sủi cảo. Nằm ngoài dự liệu của cậu là Triển Tô Nam thật sảng khoái mà đồng ý. Mà Kiều Thiệu Bắc cũng nói hắn muốn đến công ty một chuyến. Vì sắp nghỉ Tết nên hắn và lãnh đạo cấp cao của công ty phải mở cuộc hội nghị tổng kết cuối năm. Cứ như vậy, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng nhau đưa Cố Khê đến quán sủi cảo. Sau khi nhìn Cố Khê đi vào quán, bọn họ lái xe rời đi. Cố Khê không xác định được hai người có biết chuyện hôm qua cậu đã đi ra ngoài hay không. Bởi vì chuyện Triển Tô Phàm đến đây đã có người báo cho bọn họ biết. Bất quá ngày hôm qua hai người không có hỏi, nên Cố Khê nghĩ là bọn họ có thể là không biết. Trong lòng cũng thở phào một hơi. Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi kiểm tra hương vị của nhân sủi cảo xong, Cố Khê lại rời đi. Không như ngày thường, mà là ngồi xe buýt. Cố Khê đi ra quán sủi cảo, đến một con đường khác đón xe taxi. Sau khi chiếc xe taxi chạy đi, liền có một chiếc xe hơi màu đen lén lút theo đuôi. Ngồi trên xe, Cố Khê lấy ở trong túi xách ra những thông tin về bất động sản, sau đó xem xét từng cái một. Thần sắc của cậu rất nghiêm túc, cậu chưa từng mua nhà, mà danh hải lại lớn như thế. Mua ở nơi nào, bao nhiêu tiền thì thích hợp? Mua nhà thì cần phải chú ý những vấn đề gì, có nên đi vay hay không? Mà muốn vay thì phải làm sao? Những điều này đều phải do cậu tự giải quyết. Cậu không thể nói với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, chỉ có thể tự mình lần mò mà tìm hiểu. Buổi tối hôm nói chuyện với mẹ xong, Cố Khê suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu quyết định mua nhà danh hải cho ba mẹ. Như vậy ba mẹ sẽ không cảm thấy khó xử khi ở lại danh hải. Sau này anh cả và anh hai đến danh hải thì cũng có chỗ để ở lại. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sẽ không để ý có người ở lại nhà. Nhưng ba mẹ nói rất đúng, cậu cũng phải suy nghĩ cho hai người kia. Tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói tiền trong thẻ là của cậu, nhưng Cố Khê chưa từng có ý niệm là sẽ dùng số tiền đó. Hiện tại muốn mua nhà cho cha mẹ. Sau khi trái lo phải nghĩ, cuối cùng cậu quyết định rút tiền trong thẻ ra dùng trước. Chờ sau khi quán sủi cảo kiếm được tiền lời, cậu sẽ từ từ trả lại. Không phải cậu muốn trở nên xa lạ với hai người kia, chính là Cố Khê không để cho mình suy nghĩ về chuyện trước kia. Nhưng hiện tại cậu đã quen tự lập, cậu không thể yên tâm thoải mái dùng số tiền lớn mà hai người kia cho cậu. Ngày hôm qua đã đi tới vài công ty bất động sản, nhưng nơi vừa lòng thì giá lại quá đắt, nơi giá được thì lại không an toàn. Cố Khê tính hôm nay lại đến thêm vài công ty bất động sản nữa. Tốt nhất là có thể tìm được nơi gần cậu một chút, như vậy cậu có thể dễ dàng chăm sóc cho cha mẹ, mà cha mẹ muốn tới chỗ của cậu cũng thuận tiện. Quan trọng là địa hình phải tốt, phải an toàn, nhà một lầu, có sân vườn để có thể nuôi gà và trồng cây. Cố Khê đã suy tính rồi, sau khi mua nhà cho cha mẹ, cậu sẽ tìm một bảo mẫu đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cha mẹ. Mỗi ngày cậu sẽ bớt một chút thời gian chạy tới thăm cha mẹ, cuối tuần sẽ đón cha mẹ về biệt thự. Như vậy cha mẹ cũng sẽ không quá khó xử, mà Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng sẽ được thoải mái và tự do như trước đây. Còn vấn đề mình có mệt hơn hay không, Cố Khê chưa từng nghĩ đến. Đi theo sau xe taxi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất nghiêm túc và khó hiểu. Cố Khê muốn làm gì đây? Có chuyện gì mà không thể nói với bọn họ? Có phải đây là nguyên nhân
đã khiến cha em ấy đột nhiên sinh bệnh hay không? Trong lòng của Triện Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc rất ngột ngạt, tuy bọn họ đã được Cố Khê tha thứ, nhưng có rất nhiều việc đã không thể trở lại như trước. Đây là bọn họ tự mình tạo thành, chính tay bọn họ đã phá hủy tất cả tin tưởng và sự ỷ lại vào bọn họ của Cố Khê, thật vất vả lắm mới xây dựng lên. Xe taxi chạy hơn 40 phút, đến trước một công ty bất động sản thì dừng lại. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cũng ngừng xe lại nhìn từ xa. Nhìn thấy Cố Khê xuống xe, đi vào công ty bất động sản, trong lòng của hai người nghi hoặc càng sâu. Tiểu Hà muốn mua nhà. Vừa đi vào công ty bất động sản, Cố Khê có chút choáng váng, thật là nhiều người. Đây là khu nhà vừa mới xây dựng xong, nghe nói do một tập đoàn bất động sản có tiếng tăm thầu xây dựng. Nhìn người đầy phòng thế này, liền biết giá nhà ở đây sẽ rất cao. Hiện tại còn chưa tới giờ bắt đầu phiên giao dịch. Đối với những người muốn mua nhà ở thành phố lớn nhưng chưa hiểu biết mọi vấn đề như Cố Khê thì thật sự không biết phải làm như thế nào, đến hỏi nhân viên tiếp tân trước hay là đi nghe theo mọi người xem nhà trước. Do dự mà đi tới khu mô hình, Cố Khê chen vào đám người để nghe nhân viên bán nhà giới thiệu về tình hình khu nhà. Cậu xem nhà một lầu trước, xem có sân thượng hay không. Tiếp đó cậu chợt nghe thấy nhân viên bán nhà nói cái gì mà nhà sân vườn. Cậu lập tức vện tai nghe ngóng, còn lấy giấy bút ghi lại cẩn thận. Trong phòng có rất nhiều người, không khí có chút ngột ngạt. Cố Khê một bên nghe một bên viết, một lúc lại cảm thấy cổ họng dâng lên từng trận ngứa. Tay đưa vào trong túi xách thì phát hiện đã quên đem theo nước. Cố Khê nuốt mấy ngụm nước miếng để thông cổ họng, rồi tiếp tục nghe nhân viên bán nhà báo giá từng khu nhà. Mỗi lần một cái giá đều làm cho ruột gan của cậu nhảy dựng lên, quá mắc. Trong thẻ của cậu chỉ có hơn 300 ngàn, nên chỉ có thể mua nhà chưa đến 100 mét vuông. Cố Khê cố chen chút vào trong, muốn xem rõ hơn một chút. Đột nhiên có người bắt lấy cánh tay của cậu, kéo cậu ra khỏi đám đông. Cố Khê hoảng sợ quay đầu lại, khi thấy một cái áo khoác vô cùng quen thuộc, trái tim của cậu liền đập loạn. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hai gương mặt vô cùng nghiêm túc. Không hề dừng lại lâu, thậm chí cũng không nói một câu. Triển Tô Nam và Kiều Thị Bắc kéo Cố Khê bước nhanh đi ra khỏi công ty bất động sản, đem cậu đẩy lên xe. Cố Khê há miệng, không biết nên giải thích như thế nào với hai người về nguyên nhân cậu xuất hiện ở nơi này. Còn tại sao hai người lại biết cậu ở nơi này thì cậu đã đoán được. Mới vừa ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một ly nước ấm. Cố Khê đưa tay nhận lấy, uống một ngụm, cổ họng liền thoải mái hơn. Triện Tô Nam lái xe, Kiều Thị Bắc ngồi ở ghế phó lái. Cố Khê cúi thấp đầu, ba người cũng không ai nói chuyện. Xe chạy khoảng 10 phút thì ngừng lại. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc xuống xe. Kiều Thiểu Bắc mở cửa xe cho Cố Khê, bắt lấy tay của Cố Khê, kéo cậu ra khỏi xe. Hai người không chút kiêng kỵ mà mỗi người nắm một bàn tay của Cố Khê, dẫn vào một tòa nhà. Sau khi Cố Khê ngồi xuống, cậu mới phát hiện cậu được đưa tới một gian phòng họp nào đó mà cậu không biết. Rất nhanh có người đưa trà, bánh, trái cây đến. Sau đó cửa phòng họp bị đóng lại. Triện Tô Nam và Kỳ Thừa Bắc cởi áo khoác ra, dắt lên lưng ghế dựa, rồi kéo ghế, ngồi tới trước mặt của Cố Khê, đồng thời lên tiếng. Tiểu Hà, hiện tại có thể nói chưa? Cố Khê ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt hai người không có chút tức giận khi bị giấu giếm, chỉ có bình tĩnh, chẳng qua dưới sự bình tĩnh kia là nỗi bất an khó mà áp chế. Cố Khê đi mua nhà, Triện Tô Nam và Kỳ Thừa Bắc không dám suy xét nguyên nhân ở trong đó. Nhìn hai người trong chốc lát, Cố Khê chậm rãi tháo mũ và khăn quàng cổ xuống, rồi cởi áo khoác ra. Trên đầu cậu ra đầy mồ hôi, một người lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch cho cậu. Cố Khê lại ngẩng đầu lên, nói: Em muốn mua nhà ở Danh Hải cho ba mẹ em. Triện Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhíu chặt chân mày. Tại sao muốn mua nhà? Bác trai bác gái sống trong nhà không thoải mái sao? Cố Khê cúi đầu, tay phải cầm tay trái. Một lúc lâu sau, thật khó xử mà nói ra nguyên nhân. Mười mấy năm qua, cậu đã sớm quen với việc
khi có chuyện gì đều chôn sâu trong lòng của mình, rồi tự mình tìm cách xử lý. Hiện tại muốn cậu đem tâm sự nói ra, cậu có chút không quen. Cố Khê nói đến một nửa, Trịnh Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc đã hiểu. Nhìn bộ dáng Cố Khê, nghĩ đến ngày hôm qua có lẽ cậu cũng chạy ngược chạy xuôi đến các công ty bất động sản hết cả một ngày. Trịnh Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc liền muốn cho mình hai đấm. Trịnh Tô Nam khom người tiến tới trước mặt của Cố Khê, ngậm lấy đôi môi của cậu, từ từ đưa lưỡi vào trong miệng cậu, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Đầu của Trịnh Tô Nam quá lớn, Cố Khê không thể không ngẩng đầu. Tiếp đó là thân thể của cậu được một người ôm vào trong lồng ngực dày rộng ấm áp. Trong phòng họp có đặt một cái ghế sofa rất lớn. Trịnh Tô Nam ôm Cố Khê tới đó, rồi đặt cậu lên ghế sofa. Môi chỉ rời khỏi Cố Khê một giây. Biết rõ nơi này không thể được, nhưng Cố Khê không có khí lực để ngăn cản Trịnh Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Trong phòng họp rất nhanh tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Tiếng không được của Cố Khê bị hai người thay phiên nhau nuốt vào miệng. Từng kiện y phục ở trên người của ba người từ từ rơi xuống mặt đất. Trong trường hợp hoàn cảnh cực kỳ khẩn trương và lo sợ, hoa nhị của Cố Khê bị một vật cứng nóng bỏng từ từ mở ra, xâm nhập vào.